tới luôn, thẳng bước. Mời em gái ngồi xuống nha. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Wow. Rồi, ok. Chào hai bạn. Chào mọi người, chị Cát Tường và các bạn bên đó. Em tên là Nguyễn Đình Xuân Anh, năm nay em 36 tuổi. Công việc em là nhân viên kinh doanh. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Hồ Chí Minh. Hiện tại mình đang sống với ai? Dạ, em sống với ba mẹ và em gái. Ba mẹ em gái, hai anh em thôi. Mời em gái giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia. Em tên là Ngô Thị Kim Ngọc. Em sinh năm 1991, em 29 tuổi. 29 tuổi. Dạ, em đến từ Cần Thơ. Ngọc đang làm việc gì cưng? Dạ, em đang là nhân viên tổng đài tư vấn của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế ETS Cần Thơ. À, vậy là từ Cần Thơ chạy lên đây ghi hình? Dạ. À, rồi khi nào mình về lại dưới kia? Dạ, sau khi ghi hình xong thì em về. Trời, sáng mai em đi làm tiếp. Trời ơi, cực quá vậy cưng. Dạ. Vậy là bữa nay xin nghỉ làm đó hả? Dạ. Trời ơi, thấy thương không nè. Còn ngoài cái công việc em làm tổng đài ra thì em còn làm gì nữa không? À, dạ, em còn quản lý thêm cho một khách sạn buổi chiều tối, và em thường thì em quan sát và em quản lý là qua cái phần mềm quản lý khách sạn với lại qua camera. Rồi đi như vậy rồi xin người ta nghỉ đi đâu? Dạ, em cũng có nói thật là em tham gia chương trình. Dạ, sếp của em cũng đồng ý. Mà hỏi thiệt là làm trong cái công việc chị nghĩ vậy là phải môi trường gặp gỡ cũng nhiều chứ. Gần Cần Thơ cũng đông đúc dân cư lắm mà sao mà mình vẫn chưa có ai mà phải nhờ đến chương trình vậy em? Dạ, ai cũng nghĩ như chị cho nên em mới ế tới giờ. Trời ơi, thiệt là thương quá, oan nghiệt ghê luôn. Còn làm gì nữa không? Dạ, em còn làm thêm một cái nghề nữa. Ở ngoài là em làm bên môi giới bất động sản. Trời ơi, giỏi quá, tuổi trẻ năng nổ quá. Sao, nãy giờ nghe ta giới thiệu thấy sao, có cảm xúc gì không? Dạ, thì em thấy bạn rất là giỏi, là người rất là nhiệt tình. Có xuống Cần Thơ chơi lần nào chưa? Dạ rồi chị. Cần Thơ đoạn nào? Em ở Ninh Kiều. Ninh Kiều, dạ, gần mà đúng không? Luôn. Gần xịt là qua Cần Thơ tới rồi. Đi 180 cây là tính bến xe miền Tây. Thì thông thường là em đi Phương Trang Thành Bưởi thì chỉ mất khoảng 2 tiếng 45 phút. Đội, còn nếu trễ vậy? Thì khoảng 3 tiếng rưỡi. Giới thiệu xíu về mình cho nó rôm rã lên chút coi nè. Em thì thật ra là từ trước tới giờ là em là nhân viên kinh doanh của trải qua rất nhiều công ty rồi. Trước đó thì em học kế toán, nhưng mà công việc em thì em thích đi ra ngoài gặp gỡ mọi người hơn. Công việc em là đa số là về ngành sale và cũng có liên quan tới marketing nữa. Ví dụ sale gì, dài cái sale điển hình coi nè. Ví dụ gần đây nhất là em sale về thuốc trình duyệt viên. Trước đó nữa thì em làm bên công ty giấy AA. Ủa vậy rồi sale là tiếng Anh hay tiếng Việt? Dạ thì đa số là môi trường em là tiếng Việt, cũng có tiếng Anh nhưng mà giao dịch với sếp thì có. Giao dịch với sếp phải giao dịch bằng tiếng Anh. Hồi trước thì em có làm bên công ty dưới Bình Dương á. Công ty nó chuyên về sản xuất gỗ cốt pha xây dựng á, mấy công trình. Thì sếp em lúc đó là người nước ngoài, người Hoa. Dạ, nói tiếng Anh nói như gió luôn. Rồi em nói như gió luôn không? Em chỉ nghe được cái nào không hiểu em trả lời thôi, còn nói qua điện thoại là hầu như là rất khó nghe. Phải nhìn cái khẩu hình miệng nữa, phải đoán nữa phải không? Dạ, ổng cũng thêm tiếng Việt vô cũng có. Còn em mình làm nhiều như vậy và đứa trẻ bây giờ là ngoại ngữ giỏi lắm, em có giao lưu thôi, giao tiếp tiếng Anh đồ được không? Dạ, em làm bên môi trường khách sạn là 6 đúng, năm. Đúng trước rồi. Khi em làm bên bệnh viện thì em cũng biết nói tiếng Anh. Bây giờ hai bạn bắn với nhau thử nè, tôi né nè, tôi không có biết tiếng Anh. Rồi, 2, 3, vô, chào hỏi nhau vài câu tiếng Anh coi. Hi, my name is Xuân Anh, your name is... Nice to meet you too. My name is Ngọc. Hi Ngọc. Nói gì khó khó chứ nãy giờ mấy cái đó tôi hiểu đó. Nói cái gì mà tôi không hiểu á. How many people in your family? 5 people in my family. You are the first person or the last? I have two older sisters and one younger sister. You have two sisters and... One young brother or sister? Sister. Tôi vẫn hiểu luôn á, nói gì tôi không hiểu tôi vô. Tôi không hiểu tôi mới vô, không tôi đứng đây hoài luôn. Tại có hơi hồi hộp xíu nên... Hồi hộp gì? After this show, can we go to coffee? Yes, I do. Chưa thấy mặt nhau mà dám yes I do là bà này mê trai nữa. Yes I do là bà này mê trai nữa. Tôi hiểu hết luôn, trời ơi, vậy là tiếng Anh của tôi cũng khá lắm nha quý vị. Mặc dù tiếng Anh không biết nhưng mà sau một thời gian đi đây đó khắp nơi, bị hải quan các nước vịnh lại, kiểm tra giấy tờ cho chó săn ra ngửi ngửi, riết tôi cũng nghe được tiếng Anh rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của mình khai đi. Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng, trung thực và rất là tiến thủ. Điểm yếu của em thì theo em nghĩ thì có một cái thôi là tự lượng em kém. Trời, về miền Tây mà tự lượng kém là tiêu rồi, không có dành để ghẻ miền Tây được đâu. Điểm mạnh, điểm yếu của em sao?
Tại em mắc cười là tại bạn nói là tủ lượng của bạn thấp, nhưng mà chắc em bù lại được phần đó. Đó, thấy chưa? Sao có ngại vợ mình uống nhiều quá không? Dạ không chị, thì nếu có gì thì giúp đỡ em thôi. Được. Điểm yếu của em thì thường là em rất là thẳng. Em suy nghĩ gì em nói đó, cho nên đôi lúc là sẽ làm mất lòng một số người mà họ không có thích. Với một cái nữa là em là nữ nhưng mà em không biết trang điểm. Người ta nói lấy chồng phải theo chồng. Em có sẵn sàng lên Sài Gòn làm dâu hoặc lên Sài Gòn ở chung lập nghiệp để mà sinh sống với ảnh không? Điều kiện và công việc của ảnh ổn mà em cũng có thể hòa nhập được thì em chấp nhận. Tại vì cái này là mình lấy chồng thì mình theo chồng đó là chuyện bình thường. Lo cho cổ nổi không? Em cũng ok, hoặc là em thì cũng có thể là xuống dưới. Được không? Đừng có nói bậy nha, được mới nói nha. Dạ được. Được phải không? Có nghĩa là thích Cần Thơ. Dạ. Xuống Cần Thơ ở rể được luôn. Chứ em cũng đi miền Tây cũng nhiều. Ê, có chấp nhận ở rể không cưng? Dạ chấp nhận. Chấp nhận luôn. Ba mẹ mừng lắm. Mừng lắm luôn. Dạ. Thôi vậy là cái này hai bạn quá thoải mái rồi. Tùy mình gặp nhau đi rồi mình tính cái chuyện ở đâu. Rồi bây giờ tình trường sao? Hiện giờ thì em đã ly dị rồi. Có một gia đình một lần rồi. Có con chưa? Dạ rồi. Con mấy tuổi? Dạ đứa lớn thì 8 tuổi. Còn đứa nhỏ? Đứa nhỏ bây giờ thì 3 tuổi. Hết chưa? Còn đứa nó 4 tuổi. Tự nhiên sao tự đang kể từ 8 mà xuống 3 mà lên 4. Sao không kể từ 8 rồi 4, 3 mà nó kể ngược vậy? Thì chị hỏi đứa nhỏ thì em hỏi đứa nhỏ. Ba đứa, rồi sao ly dị? Ly dị cũng 1 năm mà ly thân cũng 1 năm, tổng cộng khoảng 2 năm. 2 năm mà về giấy tờ là xong xuôi hết chưa? Dạ xong rồi. Rồi ba đứa con ở với ai? Dạ hiện tại thì ba đứa đang ở chung với mẹ. Ủa em sống nuôi được đứa nào hết trơn vậy? Không, lúc đó em cũng định xin nuôi nhưng mà mẹ nó không cho. Với lại em cũng nghĩ một phần là anh em nó không nên tách rời. Dạ chia cắt. Mà thực ra thì cũng ở chung quận thôi. Thì thỉnh thoảng em cũng có qua chăm sóc rồi qua phụ. Tức là về mặt trách nhiệm thôi. Dạ, ví dụ đưa đón hay là cái gì đó thì em phụ thôi. Nhưng mà bình thường không có em thì người đó cũng có thể mướn người khác làm. Dạ. Không có em vẫn mướn người khác làm mà em làm được thì cho có trách nhiệm với con cái. Con còn nhỏ quá mà. Đưa đón thằng lớn thôi chứ hai đứa nhỏ 43 tuổi ở nhà thôi chứ đâu có làm gì đâu đưa đón. Dạ có, đi học mẫu giáo. Đi học mẫu giáo luôn rồi. Cuộc hôn nhân nó kéo dài trong bao nhiêu năm? Cưới năm 2011. Trong quá trình sống thì em với người đó có gây lộn với nhau. Và mâu thuẫn lớn nhất á là người đó gây lộn với em và gây lộn với mẹ nữa. Là mẹ chồng con dâu bất hòa với nhau. Dạ. Có đối tượng thứ ba xuất hiện không? Dạ không chị. Đỉnh điểm là có cái lần người đó đang nấu cơm thì mẹ em lên nói, thì em cũng không, lúc đó em không ở nhà thì em nghe kể lại thôi, là mẹ em lên nói. Ai kể lại? Mẹ kể lại hay vợ kể lại? Hai bên luôn. Rồi. Dạ thì một, nói chung là thêm tưởng tượng đầu á. Tưởng tượng rồi. Tại vì em kết hợp hai yếu tố. Thì lúc đó, tại lúc đó thì mẹ em thì tâm lý không làm dâu, ở chung một nhà nhưng mà nấu cơm riêng. Từng chờ mẹ em nấu, ví dụ trên lầu 2 là người đó nấu. Thì lúc người đó đang nấu cơm thì mẹ em lên nói chuyện gì đó, thì người đó đang nóng tính bực mình á thì có cầm dao lên. Giờ nói chung là kêu mẹ em đi xuống thì là kêu... đang cầm sẵn cái dao rồi chứ không phải là chủ yếu. Dạ, bóc cái rồi, dao. Dạ, dạ. Mà ví dụ như đang băm băm đúng, gì đó cầm rồi, dao. Dạ, dạ. Rồi làm gì mẹ em? Thì nói mẹ em đi xuống. À nhưng mà kiểu như nói chuyện. Hù, nói chung là dịp dịp dao. Dạ dạ. Rồi vợ cũ em kể sao? Thì vợ cũ em nói là nên bị mẹ nói không hay gì đó. Em cũng không biết, tại vì thực ra mâu thuẫn mẹ em với người cũ thì đã có rồi. Nên càng lúc nó càng lớn. Sao để ra nông nổi đó mà lý do là mẹ em không thích vợ cái cô đó ở điểm nào? Một phần là lỗi do em. Tại vì thực ra thì em tính em thì rất là thương vợ mình. Cho nên vợ mình có dù làm sai cái gì em cũng binh hết. Nên mẹ em nhiều khi cũng nói em rồi mà em không nghe. Mà sau này từ em mới thay đổi thì đã trễ rồi. Nhưng bây giờ mẹ em có mong muốn em lấy một cái người từ vợ tương lai là mẹ em đã có đưa ra yêu cầu gì nữa không? Dạ không, tại vì cái đó là cuộc sống của em quyết định. Qua cái bài học kinh nghiệm đó em rút ra điều gì cho bản thân? Thứ nhất là em phải cứng rắn hơn, tức là phải sắp xếp đôi bên nó dàn thỏa. Với lại một phần là tính tình nữa. Tại vì tính bản tính mỗi người mỗi khác nhau, thì có người nóng mà nóng mức độ như thế nào nữa. Thì em cũng mong người bạn tiếp theo của em thì nó không phải là nóng theo kiểu quá đáng hay gì đó. Nhưng mà em vẫn mong muốn sao tiếp theo mình vẫn sống chung với mẹ, hay là mình muốn sống mái ấm riêng của hai vợ chồng, hay là... Dạ cái đó thì không quan trọng, sống riêng người sống chung được. Quan trọng là cái người đối phương người ta muốn thôi. Rồi hiểu, nắm bắt.
Rồi ảnh có ba con riêng như vậy thì em có ngại gì không? Hiện tại thì em không có ngại. Tại vì ví dụ như là ảnh biết sắp xếp làm sao cho bên kia yên bình, bên này thì cũng lo cho được cho bên mình là được. Ok. Mà bản thân em thì em cũng tự lập được tài chính, cho nên đó là ảnh lo bên bệnh cũng được, em lo nhà cũng được. Tuy nhiên có những cái thời điểm ví dụ như là em bệnh hay gì đó thì ảnh cũng phải chủ động, ảnh lo cho gia đình hai bên, thay thế em làm đúng những rồi, cái việc đó. Đúng rồi, đương nhiên vợ chồng thì phải vậy chứ. Tình trường của em là như thế nào? Em thì có ba mối tình. Ừ. Mối tình đầu tiên là em quen 6 năm thời còn đi học. Cho tới ra trường đi làm thì bạn đó đi làm xa. Tự nhiên một ngày đẹp trời cái bạn đó nói là đừng chờ anh nữa. Em nói là chờ 6 năm rồi, giờ kêu đừng chờ nữa. Rồi. Không có đi, đồng ý cho đi xa nữa. Còn mối tình gần đây nhất? Em quen cái bạn đó rồi, thì em tìm hiểu một năm thì em quen thì em mới biết bạn đó nhỏ hơn em tới 4 tuổi là. Trời ơi, mắc mớ gì đâu trời, nhỏ 4 dạ. tuổi còn sao đâu. Nhưng mà sau này thì tính tình bạn đó rất là trẻ con. Thà em nói là tính tình bạn đó trẻ con chứ 4 tuổi không có si nhê gì hết trơn á. Trời, cả chục tuổi người ta còn lấy được mà, 4 tuổi đâu có gì đâu. Ở không bữa giờ là bao lâu rồi? Lâu rồi. Rồi giờ muốn tìm người bạn trai, người chồng tương lai như thế nào? Em thì không có đòi hỏi gì, chủ yếu là bạn đó có thể tự lo được cho bản thân mình, có hiếu với gia đình. Tại vì bạn đó phải có hiếu gia đình bạn đó sau này thì mới có thể là biết mà lo cho gia đình chung rồi, và gia đình của bên em. Đồng ý. Thế còn em muốn tìm một người bạn gái như thế nào, người vợ tương lai như thế nào? Sau khi trải qua cái đồ gỗ đó thì em chỉ mong tính bạn đó hiền và nói chung biết kính trọng hai bên này được. Rồi, nói chi nhiều cũng phải bằng gặp mặt nhau cái đã. Đây, có ảnh đó trọng á, kiếm ảnh đi. Có cô gái trong đó luôn đó. Lựa chọn thử coi ai đây. Em nghĩ là bạn này. Tại sao chọn bạn đó? Tại nghe giọng bạn đó hiền. Nghe giọng bạn đó hiền, dễ thương. Anh nào? Dạ em nghĩ anh này. Sao chọn anh đó? Dạ hồi nãy em nghe chị nói là anh cao. Với lại em nghe giọng thì vậy, anh cũng dễ thương. Rồi trời ơi, nhìn cái giọng mà biết ai dễ thương luôn. Rồi, xin mời hai bạn giữ nguyên hiện trường và nhìn qua cánh cửa trái tim này để xem cảm nhận đầu tiên của mình ngày hôm nay có đúng hay không nhé. Sao em gái, đúng không cưng? Dạ đúng. Đúng ha. Dạ. Còn bạn trai chọn đúng không? Dạ em chọn sai vậy. Chọn sai nha. Bạn đội nón. Đó, bạn đội nón đúng không em? Dạ. Rồi. À, lần đầu tiên có bó hoa Hoàng Dương này, nhưng tượng trưng cho sự chung thủy và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Cao ráo dễ sợ. Với lại anh có một món quà này tặng em. Quà gì vậy? Mở ra. À, một cây son. Trời ơi, son làm đẹp bó hoa nữa ha. Rồi, cảm ơn em. Món quà tặng anh. Món quà này thì nhỏ nhưng cũng có ý nghĩa. Đây là một cái ống heo. Thì cái ý nghĩa của cái ống heo này có nghĩa là cùng chung để mà xây đắp một gia đình. Nếu như mà em với anh tìm hiểu mà hợp ý thì mình cùng chung góp chung, có một cái quỹ chung. Còn nếu mà không được nữa, nếu như không mình cảm thấy mình không hợp nhau á thì anh cũng có gì đó để dành cho tương lai của anh sau này. Trời ơi, đâu mà dễ thương, chu đáo dữ vậy. Cảm ơn em rất nhiều. Món quà rất có ý nghĩa. Rồi, về chỗ đi hai em. Nhưng mà chị vẫn hy vọng là cái ống heo đó mình góp chung nha. Dạ. Có cái quỹ chung nha. Dạ. Cao ráo hai bên, đẹp gái, đẹp trai, sáng sủa. Thôi bây giờ Tường sẽ dành cho hai bạn thời gian để mình tâm sự với nhau kỹ hơn. Ít phút ha, mình thưởng thức món ăn ngon tại nhà hàng Ăn Co và vừa trò chuyện với nhau. Đây là món cá hồi Na Uy nướng dùng kèm với măng tây xào, sốt bơ chanh. Đây là món ăn rất đặc biệt của nhà hàng Ăn Co. Nhưng mà nhớ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút chị Tường sẽ quay lại. Chúc hai bạn ngon miệng. Anh đã từng xuống Cần Thơ được 2 lần rồi. Lúc đó anh xuống bên Bến Ninh Kiều. Nhà em có gần đó không? Nhà em cách chợ nổi chưa được 1 cây số. Em có thích đi du lịch hay là coi phim? Sở thích của em là
đi du lịch rất là thích luôn. Anh có thích đi du lịch không? Có, hồi xưa anh cũng hay đi lắm, nhưng mà dạo này anh công việc á nên anh cũng ít đi lại. Thường anh đi đâu anh? Anh thích đi biển hay đi núi? Anh thích biển hơn. Hiện giờ thì anh với vợ cũ của anh còn liên lạc không? Không, chỉ thỉnh thoảng là anh qua thăm mấy đứa. Thông thường thì bao lâu anh thăm mấy bé một lần? Trung bình là một tuần một hoặc hai lần. Nhưng mà dạo này thì do người đó bận ấy, nên cũng không muốn anh tới nhiều, cho nên có thể là hai tuần. Em hỏi nha, nếu mà đang tìm hiểu á, thì anh sẽ sắp xếp thời gian như thế nào để về Cần Thơ? Nếu mà em rảnh thì em cũng lên Sài Gòn được. Nếu vậy thì thường cuối tuần, ví dụ mình đi khoảng 4 tiếng á, thì chiều thứ bảy thì anh tới chơi thì chiều nhật anh về. Anh ở quận mấy anh? Anh quận Tân Bình. Anh ở quận Tân Bình. Tân Bình là hơi xa, miền Bắc xem miền Tây. Ở nhà ba mẹ em có khó hay dễ? Ba mẹ thì lớn tuổi rồi, cho nên là suy nghĩ thì cũng còn con cái thì cũng gần như là trong vòng tay bảo bọc của ba mẹ vậy đó, nên thường xuyên cũng hay la. Nhưng mà mỗi lần la thì có khi thì em cũng buồn, mà có khi thì cũng thôi cười cười cho qua vậy. Chị hỏi thiệt nè, giả tỷ bây giờ hai đứa lấy nhau rồi, anh cứ ghé bên nhà cô vợ cũ hoài, em có ghen không? Mặc dù anh là ghé thăm con đó. Anh có ngại đưa em theo hay không? Tất nhiên là không, lúc đó đã là vợ chồng mà đâu có ngại. Dạ, nếu như không ngại thì cần gì phải ghen chị. Rồi bây giờ đó là đoạn lấy nhau, bây giờ đoạn đang tìm hiểu quen nhau nè. Đứa thành phố, đứa Cần Thơ nè. Em dạ không ghen. Bình thường thôi. Tại vì cuộc sống riêng mỗi người ai cũng tôn trọng nhau thôi. Em nghĩ là mình cái thời gian tìm hiểu đó mình kéo dài bao lâu? Trung bình thì người ta tìm hiểu từ 6 tháng đến 1 năm. Em là có phải người hay ghen không? Ví dụ ở xa, bạn gái mình nhiều khi đó bận quá trời rồi, có lúc nào đó ví dụ em gọi điện cuối tuần hay gì em gọi hoài cũng không bắt máy, thì em sẽ nghĩ như thế nào? Trong tình yêu em rất tôn trọng và tin tưởng người đó. Và em cũng biết là mỗi người cũng một không gian riêng. Cho nên công việc của mỗi người thì có thể lúc bận lúc này thì em sẽ gọi lúc khác. Nghe câu chuyện lúc nãy về mẹ chồng đàn dâu đó, em có ái ngại gì về việc thí dụ như sau này mình lên thành phố ở chung nhà với mẹ nữa thì em có ngại gì không? Dạ, từ trước tới giờ thì em cũng có nhiều bạn bè, cũng từng gặp gia đình của bên bạn trai cũ em rồi, thì gần như là người lớn chưa một người nào ghét em hay là chưa có một người nào nói gì về em cả. Vì bây giờ hiện tại thì em làm bên bệnh viện á, là bệnh viện đa khoa quốc tế thì ớt, nhưng mà tiền thân là bệnh viện đột quỵ tim mạch á, thì là những cái bệnh nhân đa số là lớn tuổi. Thì em gần như em có một cái tâm lý mà cái cách cư xử của em với người lớn tuổi khá là ổn. Hôm nay em đi tham gia chương trình với ai? Dạ, bữa nay em đi với bạn thân của em. Bạn thân của em, hôm nay em đi tham gia chương trình với ai? Dạ, em có hai người anh trai kết nghĩa với lại một người bạn thân. Mấy anh với lại bạn em thì với lại người yêu của anh em. Người yêu của anh em? Dạ. Mời gia đình hai bên, nhà trai nhà gái vô trong. Em tên gì? Dạ em tên Lê Thanh Điền chị. Em chơi với này lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi chị. Mấy năm? Chắc cũng gần 18-20 năm rồi. 18-20 năm là hồi xưa ở chuồng tắm mưa luôn hả? Dạ không. Ở chuồng thôi chứ gì? Không dám tắm mưa. Đáng lẽ tắm mưa thôi không dám ở chuồng, ông này ông nói ngược nè. Rồi biết rõ tính cách bạn mình không? Bạn ấy có cái tật xấu gì mà nãy giờ chưa giới thiệu không? Bạn bè thì rất là nhiệt tình chị. Rồi. Hiền lành, nhỏ nhẹ. Hôm nay em thấy cô bạn gái này như thế nào? Dạ rất là hợp. Hợp chỗ nào? Dạ không, hợp với bạn em. Thì biết hợp bạn em rồi nhưng mà hợp chỗ nào? Dạ mỗi người có cái cuộc sống độc thân á chị, nên kết hợp lại với nhau thì nó... Trời ơi đất quốc, mỗi người đã độc thân tao mới lên đây chứ, kết hợp với nhau là hợp đó hả? Cắt quyền phát biểu. Ủa sao vậy cưng? Ủa bữa nay đi kiếm chồng mà làm gì dắt theo bốn vệ sĩ đứng dậy, nào dám vô? Dạ tại vì em ở xa lên á, thì mấy bạn với mấy anh không có yên tâm nên là đi theo. Rồi bây giờ giới thiệu từng người một nè. Em bạn chơi bao lâu rồi? Bạn 4-5 năm. Thân không? Thân ai nấy lo. Phải không? Hôm nay lý do gì đi theo lên đây? Nghe bạn được đi theo ủng hộ tinh thần. Rồi em. Dạ em tên Dương. Dương. Anh trai của Ngọc. Anh ruột. Không. Nuôi gì? Nuôi là nuôi sao? Em gái mưa hả? Anh quen nuôi thôi. Anh quen nuôi là sao?
Tại ngày xưa em đi học ở Cần Thơ rồi em gặp Ngọc em quen tới giờ. Có nuôi nó được ngày nào không? Có. Có luôn? Có. Nuôi nào vậy? Nuôi đâu 6-7 năm mà em mới về quê. Ồ vậy hả? Em giờ em tên Sơn. Giờ em biết Ngọc cũng lâu rồi. Thì bây giờ em muốn theo để em thứ nhất là động viên tinh thần, thứ hai là cũng như là có phải lời nhận xét cũng như là chia sẻ cho mình. Rồi chơi mấy năm? Dạ cũng lâu á. Bạn hay là anh nuôi? Dạ là bạn. Nãy giới thiệu hai anh nuôi lắm mà. Bạn nhưng mà em gọi bằng anh tại vì anh lớn hơn à. Nhưng mà anh nuôi là anh Dương với lại anh Tú. Rồi anh này là gì? Đấy rồi chứ, em là nuôi luôn. Anh nuôi của Ngọc. Nuôi được mấy năm rồi? Dạ em chơi nhau có 7 tỉnh rồi. Trời đất ơi trời, đem theo cái lực lượng chi mà. Coi bây giờ muốn nhận xét gì, mỗi người cho một câu nhận xét đi. Hôm nay thấy bạn trai này sao? Em xin đại diện. Rồi em đại nói... diện họ nhà gái. Dạ. Thì em thấy là anh cũng là cái vẻ ngoài thì cũng khá là ưa nhìn. Thì về cả hai thì cũng đẹp đôi nếu mà đi chung với nhau. Ừ. Thì em chỉ muốn hỏi anh một số chuyện là em băn khoăn hai vấn đề. Thứ nhất là do hai người là khoảng cách địa lý hơi bị xa. Ừ. Cái thứ hai là cái công việc của Ngọc cũng tương đối là dày đặc. Thì em không biết là anh có thể dành hết thời gian cho Ngọc. Mà có thời gian đâu mà dành nhiều. Người ta có nhiều thời gian mà bên đây bận hết trơn rồi làm sao? Dạ có nghĩa là có thể là mình xoay chuyển, mình sắp xếp sao cho nó hợp lý để có thể nói chuyện với nhau được không? Rồi trả lời đi. Thì như nãy anh nói á, là thời gian gặp mặt á, thì cuối tuần anh mới gặp được. Còn bình thường anh vẫn có thể là nhắn tin hay gọi điện thì ok. Thì cái vấn đề đó nó không phải là cái vấn đề chủ chốt. Nhưng mà nếu mà sau này ở chung với nhau thì anh sẽ về Cần Thơ với Ngọc, với Ngọc giống như anh nói đúng không ạ? Đúng rồi, thì nói về sống chung thì em nói lên đây cũng được mà anh xuống dưới cũng đều được. Dạ, yeah. Như cái vấn đề anh chia sẻ trước đây á, là với vợ trước của anh thì là mẹ của anh không chấp nhận. Thì thí dụ như sau này á, cái vấn đề đó nó xảy ra với Ngọc thì anh sẽ như thế nào? Thì tất nhiên là anh phải cân đối chuyện hai vợ chồng chứ. Hồi trước là đúng là do một phần lỗi anh, là giống như 10 chuyện hay 9 chuyện anh đều bên vợ hết. Anh không cần biết đúng sai nào hết, thì anh thường 9 chuyện anh bên vợ hết. Vậy sao cuối cùng em lại là người chủ động ly hôn? Thì sau này em mới rút kinh nghiệm là em cũng nghe mẹ nói rồi người kia nói là mình phải cân đối lại chuyện gia đình chứ lúc... phải lúc nào cũng đứng về phía một bía. À, rồi lúc cân đối lại là đi luôn đó phải không? Dạ. Rồi bây giờ lúc mà cân không được nữa rồi sao ly dị nữa hay sao? Dạ không có gì. Thì tất nhiên em nghĩ một phần là do tính tình, bản tính của mỗi người nữa. Thì em nghĩ bạn Ngọc này sẽ hiền hơn sẽ... Nói nhiều khi ta dữ hơn nữa đó. Thấy chơi với trai không nguyên vàng thấy dữ rồi đó. Thấy đô không? Lạng quạng là coi chừng là knock out em luôn á. Dạ không, chị nó chắc chắn là em sắp xếp được. Tại em đã có kinh nghiệm rồi. Rồi. Đứng lên qua bắt tay bốn anh cái coi. Chứ thôi người ta nói mình nhát. Giao hữu cái coi. Đội hình mạnh quá. Lấy thịt đè người hay gì á cưng. Dạ. Ha. Cảm ơn các bạn. Trời ơi là trời. Tôi lần đầu tiên tôi thấy trong cái chương trình hẹn hò đi kiếm chồng mà còn dắt theo bốn anh nữa. Làm gì mà giống như trấn áp tinh thần người ta. Rồi nói vậy thôi, quan trọng vẫn là hai bạn. Nãy giờ trò chuyện cũng nhiều rồi. Yeah. Giờ 30 giây cuối cùng dành cho hai đứa mình. Hai đứa mình nhìn thẳng nhau ha. Rồi nói cho nhau hiểu cảm xúc của mình hiện tại như thế nào. Mình đang suy nghĩ điều gì hoặc là mình mong muốn điều gì. Cứ sẵn sàng chia sẻ với đối phương. Đây là cơ hội cuối cùng trước khi ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời bạn trai. Thì anh cũng hơi hồi hộp chút xíu nhưng mà anh cũng nói thêm là anh mong là em hiểu cho cái hoàn cảnh của anh và cho anh cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Thật ra thì em có nhiều anh là bởi vì tính của em thì đôi khi cũng hơi trẻ con, thích gọi là cũng hơi làm nũng với mọi người á. Thì mọi người cứ lo cho em rồi mọi người đi theo nhiều. Em không biết là anh có chịu được cái tính trẻ con của em hay không. Thì trong tình cảm thì anh là người rất là chiều chuộng bạn gái và rất là nhẫn nhịn cũng như là nhiều thứ quan tâm khác. Cho nên em cứ yên tâm. Đó là những cái lời chân thành ngay lúc này mình chia sẻ. Còn cái chuyện nè, nhưng mà cũng phải bớt nhậu lại nha. Tôi cảnh báo chưa có con nha. Tướng này là hơi phát tướng rồi nha. Bây giờ ta gọi là đẹp vì đẩy đà. Thêm nữa là thành là mập đó nha. Ok, lời khuyên chân thành dành cho chương trình làm đẹp cho phụ nữ. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Tôi thấy cặp đôi này rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Đều là những bạn trẻ có những cái suy nghĩ hơi tiến bộ. Cái chuyện có con riêng, có chuyện có đã lập gia đình, đã gãy đổ không quan trọng. Đi làm công việc, chị em phụ nữ ra bên ngoài giao tiếp xã hội không quan trọng. Có 4 năm anh nuôi không quan trọng. Quan trọng là tình yêu mình có đủ lớn hay không, chín chắn hay không. Làm dâu ở rể gì cũng không quan trọng. Quan trọng là tình yêu, nếu có giải quyết được mọi vấn đề, không có thì không thể nào. Không có giải quyết được gì cả. Cho nên bây giờ là giây phút các bạn kiểm tra lại, cảm thấy đối tượng phù hợp để tìm hiểu
và muốn tiến tới thì mình bấm nút, còn không mình nhẹ nhàng lấy tay ra. Đây là quyết định của các bạn, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, hãy đưa ra quyết định của mình. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian, rất nhanh lẹ. Thôi, mời em trai qua đây đi. Cặp đôi này đặc biệt, hai người hôn nhau một cái làm kỷ niệm. Thứ nhất, kiểm tra coi ở đây hôn mà tôi nhìn mặt bốn anh nuôi phía dưới coi có anh nào bừng bừng gì không nha. 1 2 3 hôn nhau. Chưa, tôi cũng nghi bốn cái anh nuôi đó lắm à. Casting mà muốn hẹn hò để coi là cách anh nói chuyện như thế nào ha. Rồi giờ anh giới thiệu sơ giúp em về cái họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình nha. Em là Trần Nhật Đông, năm nay em 23 tuổi. Em là Trần Nhật Đông, em 23 tuổi. Rồi mình làm nghề gì, mình sống ở đâu nè? Dạ em chạy công nghệ, ráp công nghệ đó chị. Em sống ở quận 12. Sống với ba mẹ, có nhà cửa của ba mẹ hay là như thế nào không? Dạ có nhà cửa của ba mẹ. Rồi bây giờ anh em giới thiệu sơ cho chị về cái điểm mạnh điểm yếu đi ha. Tính cách của mình nè. Tính em thì lúc bình thường thì nói nhiều với lại nhoi nhoi, nhưng mà lúc mà nóng thì không có kiềm chế được, nó chửi nhiều quá. Nó tức lên là nó chửi không cần biết cái gì. Rồi mình có cảm giác là cái tính cách mình nóng như vậy rồi khi mà mình có bạn gái rồi như thế nào không em? Dạ không, quá nóng quá đâu chị. Tại em nóng thì em kiềm chế được. Em ra ngoài em hút điếu thuốc là xong rồi chị. Em không có gì nữa. À, em có hút thuốc nữa hả? Dạ. Ừ, mình còn cái điểm yếu gì nữa không? Dạ, điểm yếu là kiểu không nhớ mình mất, mình không có nhớ nhiều quá. Sai 2 việc, sai 10 việc thì nhớ có 2 việc à. Tại em phải có tờ giấy em mới đi chợ được, cái này kia đi sai vẫn đi, chung là xuyên đi làm lắm. Và nay giải trí đi câu cá với mấy anh em. Thu nhập em là bao nhiêu em? Dạ nếu như em để cái mặt của em kéo xuống chút xíu để chị thấy cái mặt của em cái, tại đang ghi hình luôn á. Yeah. Rồi, cái mức thu nhập của em là hiện tại bao nhiêu? 8 đến 9 hả chị? 8 đến 9 triệu hả chị? Nếu mà xuyên thì 8-9 triệu một tháng. Nếu mà dở thì 5 triệu. Rồi, về cái tình trường thì em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Chắc nó là bốn mối quá, nhưng mà 2-3 ngày là chia tay, còn lâu nhất là 15 ngày. Bốn mối tình đó sớm chia tay sớm. Dạ, còn có mối tình kia là một là được 15 ngày, là bây giờ đang độc thân. Lý do tại sao chia tay? Gia đình người ta không đồng ý chị. Sao vậy em? Tại sao em có vấn đề gì mà? Em cũng không có biết lý do sao nó người ta không có cho em, tại người ta còn đi học ngày á, người ta mới 17 tuổi, người ta còn đang học ngày á. Nên là rồi. Gia đình cấm. Rồi, em có biết chương trình này là mình sẽ lên truyền hình lại để mình ghi hình không? Dạ biết, em có coi ở nhà bố mẹ có bật, em có coi. Yeah. Vậy thì cái mẫu bạn gái mà em mong muốn á là như thế nào? Dạ thì cao rồi kiểu dáng nó đẹp, nó ốm cao. Cao nhiêu là được? Em cao mét nhiêu? Em cao mét 180.
tầm mét sáu cũng được, cũng không có mét năm năm mấy, năm năm sáu hơn mét sáu được rồi, em cũng không cần nhiều. Rồi quê quán chị bạn ấy ở đâu được rồi tuổi tác nữa. Quê quán hả? Thì em đang ở Sài Gòn thì ở Sài Gòn cũng được. Là ở thành phố Hồ Chí Minh được ha. Ở đâu cũng được. Tại em cũng nói sợ miền Tây, nên bữa nó bỏ em quen miền Tây không toàn là bỏ. Sao sao? Rồi về nghề nghiệp đi, cô ấy nghề nghiệp ví dụ như là làm công nhân hay là cỡ em cỡ cái công việc là chạy xe công nghệ hay là giống giống như em được không? Dạ được, nhưng công nhân cũng được, tại em cũng học thấp nên là em cũng cần thấp thôi, em cũng không cần cao. Rồi ok. Thì đây là một buổi casting mà muốn hẹn hò thôi á, để coi cách em nói chuyện như thế nào. Và khi mà tụi chị kiếm được một người phù hợp với em thì sẽ có một bạn làm việc với em sau ha. Rồi cảm ơn em. Rồi mình giới thiệu đôi nét về bản thân mình ha, họ tên, tuổi, được công việc, quê quán, nơi ở hiện tại của mình nhé. Em Nguyễn Nhất, sinh năm 1991, quê quán thì Long An, hiện tại ở huyện Nhà Bè. Làm công việc gì nhá? Em Em làm đi công việc gì? giao hàng xe tải chị. Long An, Nhà Bè. Là phụ xe tải hả? Dạ đúng rồi, em đi giao hàng xe tải Bách Hóa Xanh đó chị. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm yếu em thì ít nói chuyện, ít có tiếp xúc với người lạ, còn điểm mạnh em thì do công ăn việc làm chị, với nói chung là dẹp công việc nhà rồi chị. Em là làm là hiện tại cái thu nhập của em mới một tháng nó khoảng bao nhiêu? Một tháng em cũng trên 8 triệu chị. Là em là biên chế về Bách Hóa Xanh hả? Rồi, em bên giao hàng xe tải, xe của bên nhà cung cấp đó chị. Nhà cung cấp là giao sản phẩm đến cho Bách Hóa Xanh đúng không? À đúng rồi chị. Ok. Rồi về tình trường của em thì sao rồi nhá? Em thì cũng dang dở một lần rồi chị. Rồi, chia sẻ về cái lần dang dở đó xem nào, kết hôn được bao nhiêu lâu rồi, tại sao ly hôn nè? Em kết hôn 2 năm 2009 và em ly hôn năm 2015 chị. Em là sinh năm bao nhiêu nhé? Em năm 91 chị. 91 mà 2009 đã lấy vợ rồi hả? Mà 18 tuổi em đã lấy vợ rồi hả? Có Dạ đúng nhầm rồi không chị. vậy? Dạ đúng rồi chị. Trời ơi, ai cho em đăng ký kết hôn vậy? Dạ nhưng lúc đó đủ tuổi mà chị. 20 tuổi mới đủ chứ. 18 tuổi thì em đã đủ rồi, lúc đó em đủ tuổi rồi, con em nay 13 tuổi rồi chị. Chứ gì con 13 tuổi rồi hả? Trời ơi. Dạ. Mà có một đứa thôi hả? Dạ, con đứa rồi chị. Rồi sống với ai? Sống với em từ đó giờ luôn chị. Ok, đợi chị xin. Mi ơi, Mi, các dùm chị nghe điện thoại cái Mi ơi. Rồi rồi. Anh có con 13 tuổi, 18 tuổi là cưới đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ anh nói giùm em về cái câu chuyện mà tình trường của anh đi. Anh yêu cô ấy như thế nào, quen nhau ra sao, rồi lý ra lý do tại sao lại chia tay. Lúc làm hai người làm công ty rồi làm chung với bà chị và bà vợ làm chung với bà chị á, lúc đó mà bà mới làm mai, vẫn làm mai qua thì hai người mới quen nhau, nói chuyện này kia cũng được tháng, thì bắt đầu hai bên gia đình mới tiến đến hỏi, thì hỏi về đồng ý thì bắt đầu cưới, cưới năm 2009, thì giữa 2009 bắt đầu 2010 là sanh sanh bé ra. Nhờ tới 2015 thì nói chung là vợ chồng dang dở, không hợp nhau thì vợ chồng dang dở. Sao
sinh em bé. Rồi lý do không hợp, lý do tại sao chia tay vậy? Lý do chính đó. À, nói chung là hai chồng không hợp nhau á, về chung cũng lâu lâu cũng có lục đục này kia, rồi do mẹ vợ á, mẹ vợ cũng binh vợ nhiều quá, rồi hỏi cái vợ chồng có lục đục cái mẹ kêu gì dưới, mẹ vợ kêu gì dưới kia, giết giờ thôi thấy cũng không hợp thôi, bắt đầu hai chồng mới ra tòa làm đơn ly dị. Ly dị là do mẹ vợ quá ha. Dạ đúng rồi, nói chung một phần thì mẹ vợ cũng nghe lời con mình á, nói chung là cũng không nghe hai bên á. Chứ nghe chỉ nghe cái là con ở trên đây, cái vợ cái hở cái vợ chồng nhận lộn cái điện thoại ở dưới, nó cái bắt đầu mẹ kêu thôi vậy gì dưới ở, cứ lần nào cũng vậy thôi, lần nào cũng vậy bắt đầu thôi, cũng vợ chồng vậy cũng chán, bắt đầu thôi không hợp, bắt đầu mỗi người mỗi mỗi hướng. Ừ. Rồi vậy thì hiện tại anh đã độc thân được bao lâu rồi? Mấy năm rồi chị. Rồi lý do sau mấy năm đó anh không có tìm kiếm một người phụ nữ khác? Nói chung là em thì ít có nói chuyện, ít có giao tiếp với bạn bè lắm. Nói chung thì mình đi xe rồi kia ít có giao tiếp lắm, đi sáng đi chiều về tới phía đi không à. Cũng đâu có thời gian đâu mình để mình đi chơi, đâu có thời gian đâu để mình tìm hiểu người một người nữa. Cho nên mới nhờ chương trình tìm hiểu giùm. Vậy bây giờ đến với chương trình anh mong muốn bạn gái như thế nào nè, về chiều cao và ngoại hình đi. Nói chung là cũng chiều cao thì 1m6 cũng được rồi, những cái này ngoại hình cũng tương ứng dễ nhìn. Anh chào chiều. Dạ, cao 1m67. 1m67. Rồi, vậy thì nghề nghiệp cô ấy là như thế nào? Giờ anh nghề nghiệp cô ấy công nhân hay là gì được không? Công nhân ổn định là được rồi chị ơi, không cần quan trọng là gì hết, chỉ công nhân là nghề nghiệp công nhân ổn định là được rồi. Rồi, cô ấy sống ở đâu thì được nè? Chung là nhà bè quận 7 mình đi chị. Thành phố Hồ Chí Minh đi ha? Dạ đúng rồi. Rồi, cô ấy đã từng ly dị và có con là single mom được không? Dạ được, nhưng mà một đứa thôi cũng được chị, chứ hai đứa cũng cũng kìa. Tại vì em đây em cũng đã có một đứa rồi, em cũng đang nuôi một đứa rồi. Rồi, hiện tại về cái mức thu nhập của anh là bao nhiêu ạ? Dạ 8 triệu ạ. Rồi nhà cửa mình đã ổn định hết chưa? Dạ đúng, ở ổn định rồi, tại em ở với gia đình luôn, ở với ba mẹ từ đó giờ, nói chung nhà có hai anh em thôi. Rồi ok, rồi. Thì đây chỉ là một buổi casting bằng mối hẹn hò thôi. À quên, còn tuổi tác nữa, tuổi tác cỡ như thế nào là phù hợp với anh? Tuổi một là bằng tuổi em, hai là sinh năm cho con số nhất định đi anh, ví dụ như từ 25, từ 23 cho tới 40 chẳng hạn vậy đó. Dạ để em ơi. Chín mươi tuổi vẫn cỡ 96 95 96 được chị. Lớn hơn anh không được hả? Còn lớn em thì khoảng 2 tuổi được. Ok. Rồi, đây là một buổi casting bằng hẹn hò thôi. Thì nếu mà tụi em lựa chọn được một người phù hợp thì sẽ kiếm một người phù hợp với anh ha. Liên hệ sau. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều nha. Cảm ơn cô. Tuổi được, công việc quê quán nha bạn ơi. Em tên là Nguyễn Văn Tình Em. Sinh ngày 20 tháng 8 năm 1991. Rồi. Quyền quán ở ấp Khâm Mình, xã Hồng Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Công việc là làm công nhân. Ừ. Em đang ở Cà Mau luôn hả Tình Em? Dạ. Ừ. Rồi. Tiếp đi em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Rồi mẫu người em mong muốn làm sao? Điểm mạnh của em thì vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát. Điểm yếu thì không thích nấu ăn. Thích nhậu nhẹt chứ hút thuốc. Ừ, trời ơi, thích nhậu nhẹt với hút thuốc. Nhậu nhẹt ít rồi chị ơi. Ừ. Dạ. Ok, rồi bây giờ em muốn tìm mẫu người như thế nào? Mẫu người cao hơn em một xíu. Ừ. Dạ.
Rồi, sao nữa, tuổi tác, công việc, quê quán rồi sao? Tuổi tác của em năm nay em 31 tuổi, tuổi Dậu. Bạn gái Đúng tuổi không? như thế nào? Bạn gái tuổi mà cũng hơn em 1 2 tuổi cũng được. Ok. Nãy em đang ở Cà Dạ. Mau luôn đúng không? Dạ. Rồi, ok, cảm ơn tình em ha. Hôm nay buổi phỏng vấn sơ lược để xem mình biết cái cách nói chuyện của nhau như thế nào thôi nha. Thì có Dạ. gì chương trình sẽ liên hệ với mình sau nếu như mà có phù hợp với chương trình hay không nha. Dạ. Có cái em cũng đang hơi tự tin chị ơi. Hơi tự tin hay hơi tự ti? Tự ti. Rồi, tự ti vì sao? Tự tin vẻ bề ngoài của em ấy chị ơi. Vì sao mà tự ti vẻ bề ngoài? Vẻ bề ngoài cũng cũng nhân dạng hôn này nọ ấy chị. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn em nha. Dạ. Rồi, ok, chị cảm ơn nè. Có gì thì chương trình liên hệ với em nha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Tập thôi, cho nên là bạn cứ thoải mái, bạn chia sẻ hết những cái vấn đề về bản thân mình, họ tên, tuổi, về thông tin cá nhân của mình nha. Dạ, ok Rồi, bạn. tự tin thoải mái này. Rồi, mình tên đầy đủ là gì nè? À, mình tên là Trần Ngọc Quang. Rồi, Quang sinh năm mấy ha? Quang sinh năm 1990. 1990 rồi, quê em ở đâu Quang? Mình ở quê ở Đắk Lắk. Đắk Lắk. Rồi mình đang làm công việc gì ở đâu? Mình đang làm công việc tên của nó là SEO. Nó là một mảng nhỏ ở trong marketing online. Rồi SEO để đẩy lên đề xuất các thứ ấy đúng không? Đúng rồi bạn, nó là đẩy từ khóa lên cái Google ạ. Rồi sao SEO rồi là mình làm ở đâu Quang ha? Đắk Lắk hay là Sài Gòn? Quang đang làm ở Đắk Lắk, à, đang Quang đang làm ở Sài Gòn. Rồi trước mình học thì trường nào? Trước Quang học bên Bách Khoa, sau đó thì Quang chuyển qua bên sư phạm. Nhưng mà Bách Khoa tốt nghiệp chưa? Cả hai trường Quang đều theo học nhưng mà đều không có tốt nghiệp. Trời ông rảnh quá vậy ông, bữa nào bữa trường đi học được mấy năm vậy? Bách Khoa thì mình học đúng theo thời gian của bên trường đúng không, 4 năm rưỡi, nhưng mà thấy nghề nó không có hợp với mình thì Quang quyết định nghỉ. Sư phạm thì Quang học sư phạm hóa được 2 năm nhưng mà Quang cũng cảm thấy không hợp nên Quang cũng nghỉ. Sau đó thì Quang mới chuyển qua ngành marketing online như bây giờ. Là không, chưa có cái trường nào tốt nghiệp hết á, chưa có tấm bằng đại học nào luôn, mặc dù là học hai trường đại học rồi. Đúng rồi bạn. Rồi ok, điểm mạnh điểm yếu của Quang là gì em? Điểm mạnh của em à? Điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn với là làm việc nhà. Điểm mạnh hay là nói chung em cũng làm việc đối với nghề SEO thì em cũng rất là đam mê, do đó em làm việc cũng cũng rất khá là hiệu quả. Cũng đam mê với nghề. Điểm yếu của em là vì em thích làm việc á nên cũng việc nhiều lúc cũng hơi hơi quá độ, với lại thỉnh thoảng hay làm đêm. Thứ hai là em cũng ham chơi, tại vì em làm trong một công ty về bên marketing nên mọi người làm việc và đi chơi cũng rất là máu. Các bạn đủ rồi, em cũng ham chơi, cũng khá là ham chơi. Nhậu nhà thì không? Xưa đề em không biết nhậu, tuy nhiên hiện tại thì cũng đi uống cho vui, giao lưu với bạn bè chắc cũng được 2 3 lon. Rồi. Ok, về tình trường của em thì sao Quang? Em thì chưa có mối tình nào, chỉ có đơn phương thôi. Mấy mối tình rồi, có tỏ tình không? Không, chỉ là đơn phương thôi. Rồi, không tỏ tình. Mỗi một mối tình đơn phương được bao lâu? Được cũng 2 3 năm.
Rồi tiếp đi, kế tiếp. Bao năm rồi sao? Thì Người đó như thế nào? em với bạn thì cũng nhóm nhóm một tình nguyện ngày xưa, tụi em chủ tịch một nhóm tình nguyện ngày xưa, tụi em thì là những người bạn khá là tốt với nhau. Nhưng ngày đó thì công việc của em cũng chưa ổn định, em cũng chưa tìm được đam mê trong công việc của mình. Thứ hai là tính cách thì bạn là sống người rất là cảm xúc, em thì là một người khá là khô khan, nên em nghĩ nếu là bạn thì tốt, còn nếu mà đi được dài thì nó cũng cả hai bên cũng phải cố gắng rất là nhiều. Quyết định là giữ lại một mối tình bạn tốt như vậy. Tức là bạn đó cũng có cảm tình với em cũng có cảm tình với bạn đó. Em có bạn tình với bạn đó, còn bạn đó thì em không biết, nhưng mà bạn đó cũng có thể xem em như một người anh. Tức là em có cảm tình với bạn đó, nhưng mà khi mà mình có những cái mình dấu hiệu mình biểu lộ ra thì bạn ấy cũng không đón nhận, cũng không có kiểu nồng nhiệt lắm đúng không? Hơi thờ ơ nên là mình biết là bạn ấy chắc là không thích mình đâu đúng không? Đúng rồi, có thể xem em một người anh thôi ạ. Rồi, vậy là chưa có nắm tay, chưa có gì hết hả? Đúng rồi chị. Rồi. Ok, bây giờ em muốn tìm mẫu người như thế nào? Em tìm một người cao trên 1m5, cũng không phải quá mập, tại vì em cũng không phải là người em cũng hơi ốm. Em muốn một người cũng cao trên 1m5 là ok. Tính cách thì em muốn bạn là một người sống tình cảm, tại vì em một người cũng khá là khô khan với vô tâm. Thì người có sống tình cảm và biết lo gia đình thì nó sẽ ổn hơn. Tính cách thì em muốn bạn là một người, em mong muốn bạn là một người hướng ngoại, có nhiều bạn thì cuộc sống nó sẽ vui hơn rất là nhiều. Rồi, quê quán tuổi tác thì sao? Tuổi thì em cũng không quá quan trọng đâu, nói chung là từ 22, 23 cho tới khoảng 30 là được. Quê quán thì em sinh ra ở miền Trung nên em vẫn ưu tiên các bạn ở miền Trung hơn. Nhưng mà các bạn em ở tỉnh nào? Em thì ở Đắk Lắk nên không có quê cố định. Thì mọi người sống di cư lên đó nên sẽ không có quê gốc cố định. Ủa, em phải có một cái gốc chứ, gia đình em là gốc, ví dụ như nguyên quán trong chứng minh thư của em là nó ở đâu chứ? Cái quán của em ở ngoài Huế và Phú Yên. Nhưng mà ba em sinh ra ở Nha Trang, còn mẹ em sinh ra ở Đà Lạt, còn mọi người gặp nhau ở Đắk Lắk thì em không có nó cố định. Nhưng mà gốc gác ông nội là Huế. Dạ đúng rồi. Thế thì quê là Huế thôi. Gốc Huế. Nhưng mà có gia trưởng không? Vậy gốc Huế vậy có gia trưởng không? Không, em không muốn một người như vậy. Em không không có gia trưởng như vậy. Rồi, ok. Có tài lẻ như ông Quang hát hò thì được không? Em thì có tài lẻ là biết đánh bida với là đánh poker. Trời tại vì xưa nhà em có bàn bida, còn poker thì em được những người anh em trong bạn bè rủ chơi và em thấy là thích. Rồi ok, cảm ơn Quang ha. Đây là buổi phỏng vấn sơ lược thôi, có lịch ghi hình thì mình sẽ làm nội dung kỹ hơn ha. Cho chị hỏi cái nữa này, em cao mét bao nhiêu vậy? Em cao 1m74. Mét 74, ok. Thu nhập bây giờ một tháng bao nhiêu Quang? chắc tầm khoảng tầm trên dưới 40. Trời ơi, trên dưới 40. Đang thuê nhà ở đây hả? Đang thuê nhà ở đây chị. Sống với ai? Em sống với hai người bạn ngày xưa ở chung với em trong một ký túc xá. Thì bây giờ tụi em ở... Thì nó có tốt nghiệp chưa? Thì nó tốt nghiệp đàng hoàng chưa? Chỉ có em lạc loài thôi chị ạ. Hai người bạn kia đều tốt nghiệp với... Nhưng mà nó tốt nghiệp nhưng mà lương nó có cao bằng em không? Sao chị hả? Nó tốt nghiệp đàng hoàng, còn em không tốt nghiệp nên nó lương nó có cao bằng em không? Không, mà cũng chơi chung, cũng tôn trọng nhau chị. Có lẽ là ngày xưa... Không hỏi đúng không? Em học thì có lẽ là không hợp ngành chị.
Không hợp Rồi ông ngành. học với hai trường mong vẫn không thấy hợp ngành nữa ông. Ok, rồi, cảm ơn Quang nhiều ha. Rồi, ok, cảm ơn chị nhiều. Rồi, giờ là ổn định rồi đúng không? Ổn định rồi chưa? Công việc thì ổn định rồi chị. Giờ người cũng ổn định chưa? Tính tình ổn định chưa? Tính tình thì em cũng đang cố gắng mỗi ngày. Nói chung cũng có tập Cứ nghe luyện. em kể chị biết là thời trai trẻ của em nó cũng hoành tráng lắm đó. À, không đâu chị ạ, à. Cũng Đúng không? công việc cũng khá là đậm. Rồi. Người con người tính tình của em kìa, chị cũng có mấy đứa bạn của chị đó cũng học trường này được 3 năm xong nghỉ cái thi lại trường khác đó. Này cũng y chang em vậy đó. Tính cũng bốc đồng lắm đó. Giờ hết Chắc bốc đồng cũng chưa? Giờ ngon lành trầm ổn chưa? công việc hiện tại của em thì em thấy cũng ổn định rồi chị, em cũng có công việc, em có đam Không, mê. chị không hỏi về công việc của em là ổn định rồi, nhưng mà chị thấy chị hỏi về bản thân em á. Tức là mình đã cảm giác mình trưởng thành lên nhiều so với cái thời đó của mình chưa? Tại vì em học hết bách khoa xong em mới đi thi trường sư phạm đúng không? Đúng rồi chị, Là em mất 8 năm đại học rồi còn gì nữa đúng không? em mất 6 năm học đại học, Ừ, sau 4 năm rưỡi đó bách khoa với 1 năm rưỡi học sư phạm, cảm thấy nhận ra là không ổn nữa rồi, bắt đầu là nghỉ đúng không? đúng rồi chị. Ừ, thì chị mới hỏi em là về cái tính cách, về cái suy nghĩ của mình là mình đã trưởng thành chưa để lo được cho bạn gái chưa? Còn công việc thì chị không nói, công việc và thu nhập thì chị không có nói. Em nghĩ Công em sẽ việc cố gắng, nếu như ừ em có tình cảm thực sự với bạn thì em sẽ ừ cố gắng để chăm sóc cho bạn. ừ nha. Thế bạn chị giống em cũng nhiều lắm, bạn chị cũng nhiều lắm, học đại học, học hải quân, học hải quân 3 năm 4 năm rồi xong bắt đầu nghỉ cái đi thi lại lâm nghiệp, học lâm nghiệp xong cái nghỉ đi thi lại bách khoa, hết cả bằng đấy năm cuộc đời chỉ có đi học mà không lấy bằng thôi đó. Vậy cũng Rồi, căng. ok, cảm ơn Quang nghe, cố gắng nha. Ok, cảm ơn chị Ừ, nhé. chào em. Rồi, chào chị. Ừ.